Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay bọn mình cũng đi như mọi hôm đi khảo sát cái điểm để bọn mình dọn rác ấy. Thì có cái chính sách của nhà nước mình mà bây giờ mọi người đang chính sách của thành phố là có nghĩa là đập hết hàng rào ra, đập hàng rào của tất cả các công viên. Trong đó là có những công viên bây giờ người ta đã làm rồi, đó là công viên Thống Nhất ở mặt đường Lê Anh Tông người ta đã làm rồi. Có nghĩa là nhưng mà mặt đường Lê Anh Tông ấy này có những cái bảo vệ rất tốt thì người ta đập đi thì có nghĩa là người dân sẽ không cần phải đi cổng chính nữa, thành một cái công viên mở. Nhưng mà đấy, Tống mình đã nói chuyện với các bạn công viên mở như công viên ở Mai Dịch ấy, là cái ý thức của người dân Việt Nam mình bây giờ vẫn còn chưa tốt, cho nên họ vào họ sẽ vứt rác, hoặc là tất cả các đường đi vào này, các đường đi vào thì họ sẽ tiện đâu họ đi vào. Nếu mà khi mà mở này ấy, thì mọi chắc chắn là phải tính đến những con đường, có nghĩa là có những con đường mà đi vào ấy. Đây có anh kia, anh đã tiện đi vào rồi kìa. Đấy, có nghĩa là có những cái đường mà đi vào ấy để mà qua các bãi cỏ này để làm sao mà nó không tiện nhất cho người dân ấy, thì mình khẳng định là cũng ok đấy. Thì tất cả những cái thứ đó, tại vì đi vào sâu trong kia ấy, thì mới có cái đường tập thiết ABC đấy. Đấy, mọi người đấy thấy tiện đi qua luôn. Thì ấy, thì mình phải làm nào, có nghĩa khi tính toán thì mình phải làm những việc như vậy thì mới đúng. Đấy, thì ở đây thì nhân tiện hôm nay thì các bạn thấy không? Quay ngay đằng sau rồi, Chiến. Kia là cái đường này là phố Trương Công Giai. Đấy, cắt với cả phố Hoàng Văn Trị. Thì các bạn nhìn kìa, ở kia là có một cái bãi đất to. Cái tòa nhà kia rất là to nhá, tòa nhà của viện kiểm sát đấy. Đấy. Thì các bạn thấy không, có cái bãi đất rất to. Bãi đất đấy thì các bạn biết cái chỗ này là gì không? Chỗ này là của Đại sứ quán Mỹ đấy. Đại sứ quán Mỹ, và ở kia là chỗ FPT mà Đại sứ quán Mỹ này đáng nhẽ nhá, người ta san phẳng hết rồi. Người ta san phẳng hết rồi, người ta có kế hoạch người ta xây cái Đại sứ quán Mỹ ở đây. Thì trước khi mà ông Tony và ông đến đây, có nghĩa là ông ấy bây giờ là hình như là bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ. Ông ấy đến Việt Nam của mình ấy, thì ông đến Việt Nam mình thì bắt đầu ông đến đây ông ấy khởi công để xây cái Đại sứ quán Mỹ này. Thì lúc ấy nó chỉ có vòng thôi, nhưng mà vòng đây là khi lúc ấy thì cái chỗ kia là bãi đất trống, thì đấy những người ta đổ đất đổ rác ấy, đáng nhẽ nó không được phép đổ đấy, người ta lấy đấy đổ, tại vì quy định đổ đất đổ rác của mình là phải có những bãi rõ ràng đấy, thì họ đổ. Nhưng mà khi bây giờ là người ta quay lại thì không đổ nữa rồi, nhưng mà đấy ở trong đấy tạo thành núi đất. Đất này đất xây dựng nhá, đất gọi là rác vật liệu xây dựng ấy. Đấy, thì mai sau làm là phải san phẳng đi, làm lại phải san phẳng đi. Đấy, thì đấy mình cho các bạn thấy, mà cũng một năm nay rồi ấy, thì cái tiến độ các bạn thấy không, tiến độ thì cũng vẫn chưa. Đây là đây nó gọi là bãi đất tỷ đô đấy, bãi đất tỷ đô này mà xây cái đại sứ quán có thể nói là hàng tỷ đô la, gọi đắt nhất ở không nhầm là châu Á Thái Bình Dương luôn đấy. Nếu mà đại sứ quán Mỹ mà xây đây thì là đắt nhất đại sứ quán Mỹ. Thì mình đấy muốn nói cho các bạn một điều là như vậy. Thì khi cái này mà xây dựng thì chắc chắn 100% đảm bảo các bạn rất là đẹp. Nhưng cái mặt đường này mặt đường phụ thôi, còn mặt đường chính của nó kìa, mặt đường chính của nó phải góc kia mới là mặt đường chính. Thì đấy là hôm nay đi qua đây thì mình muốn làm cho bạn một cái điều như vậy. Có nghĩa là rác của mình ấy, họ tận dụng ở những cái dự án mà họ những dự án mà vẫn chưa làm. Thế là những cái dự án đấy thì đáng nhẽ là chủ đầu tư ấy, người ta phải kiểm soát cái đấy để không bao giờ bị đất đá đổ vào đấy các thứ ấy. Nhưng mà tiện vào đấy thì người ta thu tiền bảo vệ, hay là cái những người ta có chức năng đấy người ta thu tiền, vì mỗi cái xe bình thường đi vào cái bãi mà đúng chức năng của nó là bãi rác ấy, thì mất nhiều tiền hơn. Nhưng đi những cái bãi đổ mà không có quản lý này chỉ có những cái sự ăn gọi đằng sau ấy, thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Thì có một thời gian dài đấy, nhưng một năm nay là hết rồi, một năm nay thì người ta quay lại để người ta chuẩn bị khởi công. Thực ra hôm đấy đã đến khởi công rồi, nhưng mà sau một năm chưa, tại vì nó còn có những cái vấn đề tranh chấp liên quan đến vấn đề nguồn lực thi công. Các bạn phải biết khi mà xây Đại sứ quán Mỹ ở bất kỳ đâu trên thế giới này nhá, nguyên vật liệu này, công nhân là công nhân của người Mỹ, có nghĩa là các công ty Mỹ nó sẽ sang, tại vì nó còn liên quan đến bí mật của Đại sứ quán ấy, bí mật quốc gia của Mỹ. Cho nên là mà cái đấy đang hiện tại bây giờ mình cả Mỹ không biết là đã đồng ý hay là đã thỏa thuận xong chưa thì mình không biết. Nhưng mà đấy, trong nguyên tắc là như vậy, thành ra đến bây giờ là nó vẫn có những cái vấn đề gọi là như vậy. Còn đến bây giờ, đến hiện tại này thì mình không biết nhá. Còn lúc trước đấy là như vậy, đấy là cái báo chí người ta viết luôn. Và đặc biệt là báo chí người ta viết thì người ta không viết nhiều đến như vậy. Thì nguyên nhân là vì những ai hiểu biết ấy, khi mà xây dựng những công ty, những cái công trình của Đại sứ quán Mỹ hay là những công trình của Mỹ tại nước ngoài ấy, thì cực kỳ bí mật. Nói chung nó phải cần những cái nhà thầu Mỹ đấy. Nếu nó chính xác ở những cái dịch ra ở tiếng Anh ra là nhà thầu của Mỹ đấy, các nhà thầu thiết bị là nhà thầu công nhân của Mỹ đấy, nó rất là quan trọng. Tại vì nó là đại sứ quán các bạn ạ, nó liên quan đến bí mật lắm. Chứ không phải là xây đùa. Đấy, lắm lúc có những công trình mà liên quan đến bí mật quốc gia mà cứ xây đùa nó lộ hết bí mật, nó nguy hiểm. Thế đấy, bây giờ đấy, đấy, bãi đất vẫn còn nhé. Tại vì nó bãi đất vẫn còn thì hôm nay mình quay cho các bạn xem. Đấy, Chiến này zoom lại cái bãi đất.
thành cái bãi đất kia luôn. Đấy, cái đỉnh đất này, đấy nó trồng mà ngày xưa đây là một cái bãi đất người ta đã nó phẳng rồi. Tại vì nó có mấy lần bị khởi công ấy, thì nó đã như thế thôi. Đại khái như vậy. Thì hôm nay đấy mình nói chuyện câu chuyện là hai anh em đang đi, thì đấy cũng từ cái đấy ra thì mình nói rằng là bất kỳ ở đâu ở Việt Nam mình thì mọi người đều tận dụng được cái điều đấy. Và thực ra mình lên quy hoạch những cái nơi mà có những nơi đổ rác nó tiện lợi nữa để cho người dân. Còn các bãi rác thì chắc chắn rồi, nhưng mà bãi rác xây dựng, các bạn hiểu không, nó nhiều cái vật liệu nó không thể nào tái chế được, nó không thể đốt được, nó gạch đá cát nhiều thứ lắm, nói chung là những cái đấy nó không thể nào là xử lý được ngày một ngày hai đấy. Mà đôi khi làm đất nền đất sàn nó cũng là mệt. Thế thành ra đấy thì hôm nay mình ngồi đây thì hai anh em đi qua đây nhân tiện thì làm cái chương trình này. À, lại từ ngày mai thì bọn mình sẽ có những cái chương trình nhặt rác lại tiếp tục những bình thường của Việt Nam cờ Clean Up. Đấy, khá là như vậy. Xin chào và hẹn quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Lại tiếp cái chương trình vừa rồi. Các bạn thấy không? Ở Việt Nam được cái thôi, nói chuyện là các bạn thì bây giờ nó có gì. Mong rằng lan tỏa đến các em nhỏ. Em nhỏ nhá, mai sau đừng thế này nhá, cứ tiện này phát à. Thực ra cái đường này thì đường người ta đang làm thôi, nhưng mà đoạn này làm xong từ lâu rồi các bạn ạ. Và mình không hiểu nguyên nhân tại sao mà người ta vẫn chưa thông. Họ chỉ còn hai đoạn rất ngắn nữa thôi. Còn hai đoạn cực kỳ ngắn nữa thôi. Thế nhưng mà đây, chính vì những cái đoạn đường này luôn luôn làm thành một cái, mình nói thật, kiểu như là một cái nơi mà để mà họ vứt những cái đồ rác này. Đây là cái, đây nó cũng chả là cái gì gọi là rác đâu. Đây là cái gọi là sofa hoặc là một cái giường ngủ nào đó của gọi là một nhà dân, người ta không dùng nữa thì nó hỏng rồi thì người ta mang đây người ta vứt. Đáng nhẽ những cái này ấy, thì thực ra nếu mà ở nhà ấy mà tiện ấy, thì có thể là một người chồng có thể là tháo ra được. Thì xong gỗ thì chặt đi đấy, vứt cho nhiều người ta dùng, người ta làm củi đun. Thế còn vải thì mình vứt đi ra ngoài vứt đây thì nó tiện thôi, nó tiện, chả cần phải gì cả, chả cần phải đâu, vứt đi bột phát. Thế mai sau là phải có ông nào phải đi dọn. Đây thì đây là những cái hiện tượng. Cái đường này thì nó làm xong lâu rồi, thì quý vị thấy cỏ kiếc họ vứt này. Đây này, đây là rác này đấy, cái tiện họ vứt. Có những đống rác bây giờ nó trở thành lâu năm rồi này, trở thành lâu năm thì nó nhìn nó tối nó bẩn đấy, còn mới đấy. Đấy ta đống rác kìa, từ xa giống rác đấy. Còn vỉa hè bên kia các bạn thấy không, đấy vỉa hè bên kia thì đấy, cỏ mọc um tùm rồi. Mà cái đi sang đấy có nghĩa là cái đường làm xong rồi, vỉa hè làm xong rồi đấy. Đây, vỉa hè đấy, có nghĩa là đường này lát xong rồi, bây giờ lâu không dùng, đất mọc thành cây được cơ mà. Đây đấy, các bạn vào xem đấy. Đấy, có thành rừng thành giờ dạm không. Đây, vỉa hè lát xong chưa. Chiến này, chị Chiến nhìn này. Đấy, vỉa hè lát xong chưa, đẹp luôn đấy. Có nghĩa là lâu rồi. Đấy, nếu mà mình mà có máy nhá, có ví dụ bọn mình mà có máy ấy, đấy bọn mình sẽ quét làm thịt hết chúng nó luôn, sạch băng luôn. Mà đây là trung tâm ấy, một trong những trung tâm của quận Nam Từ Liêm ấy. Đây quý vị, đấy, người ta cứ tận dụng những cái nơi như này mà người ta vứt rác. Đấy, mình anh em đi ra một đoạn lên đây, một đoạn Chiến xem một đoạn này. Ấy rác hết góc kia đi. Đấy, thì vừa quay ra giữa đường thì mình vừa đi từ giữa đường rồi. Nói chung là tiện thôi. Cái chỗ nào vắng là người ta làm, người ta quan trọng đâu. Đấy, các bạn thấy không, nó đổ rồi. Đấy, đằng sau mình nó đổ hết rác. Đấy, tất cả rác công nghiệp, rác gọi là xây dựng, cả đồ ăn này đây. Nhà nào ăn uống này còn vứt ầm ĩ đây này. Đây, loạn. Mà những cái bê tông này các bạn biết chắc là làm từ lâu rồi, mà bây giờ đấy nó cỏ mọc um tùm rồi, các bạn biết đấy. Đấy, nguồn lực phí á. Đây mình tin là người ta làm cái cầu rồi đấy.
cầu vượt cầu viết này, loạt dài, ok. Đấy. Các bạn nhìn em đó, kia là những tòa nhà rất cao. Đấy, chỉ có đoạn kia nhé, bây giờ nếu đoạn kia là thông một phát sau cái xe ủi ấy, là ra một con đường đôi rất là đẹp, là thông suốt luôn. Đấy. Cái đường này anh cũng biết ở tên là gì, nhưng mà đường này anh biết là một cái trọng đường rất là trọng điểm từ Mỹ Đình ra đấy, từ cái chỗ mà anh em hay đi đấy. Đấy. Thế mà đấy, cỏ cây người ta làm đường xong lâu lắm rồi. Đấy. Ok, xin chào. Xin chào.